Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào xét đấu thứ hai giữa đội tuyển xã Đạt Sơn sẽ gặp đội tuyển xã Ngọc Sơn. Thì ở xét đấu thứ nhất thì Đạt Sơn đã dẫn trước với một điểm số rồi. Ở xét đấu thứ hai này thì xã Đạt Sơn sẽ phát bóng trước, sẽ được giành quyền phát bóng. Đội hình Đạt Ngọc Sơn. Thì đội hình của xã Ngọc Sơn thì không có ngoại binh nào, còn đội hình của xã Đạt Sơn thì có hai người binh, đó là Xuân Đức và Đức Thuần. Và sẽ khai bắt đầu. Vậy là có điểm đầu tiên cho Đạt Sơn rồi. 1-0 cho Đạt Sơn. Đánh bóng chưa qua lưới của Ngọc Sơn. Tiếp tục điểm cho Đạt Sơn. 2-0. Vậy là lỗi của Ngọc Sơn và tiếp tục điểm nghiêng và Đạt Sơn 3-0. Không được rồi. Vậy là Ngọc Sơn đã có điểm số đầu tiên 1-3. Ngọc Sơn lại tiếp tục phát bóng ra ngoài. Điểm cho Đạt Sơn 4-1. Thì để đòi hỏi ở những trận vòng bảng này thì đòi hỏi cái sự mà đánh hết sức thì chưa thấy, gọi là chưa có lửa ấy. Ngọc Sơn thì tiếp tục đánh bóng ra ngoài và điểm cho Đạt Sơn 5-1. Đạt Sơn bỏ bóng chưa qua lưới. Điểm cho Ngọc Sơn 2-5. Có vẻ như đội tuyển của Ngọc Sơn thấy sân hơi nhỏ nên chủ động phạt ra ngoài. Điểm cho Đạt Sơn 6-2. Không qua rồi. Điểm cho Đạt Sơn 7-2. Nhưng trận thế này thì AD cảm thấy là rất nhanh, quay rất sướng. Đang có buồn ngủ lắm. Tiếp tục điểm cho Đạt Sơn 8-2. Ngọc Sơn đánh bóng chưa qua lưới. Phát bóng ăn điểm của Đạt Sơn. Điểm cho Đạt Sơn 9-2. Lần này thì Đạt Sơn phát bóng ra ngoài. Điểm 3-9 cho Ngọc Sơn. Và đấy là pha tấn công của Xuân Đức. Điểm cho Đạt Sơn 10-3. Ngọc Sơn đánh bóng chưa qua lưới. Điểm cho Đạt Sơn 11-3. Bước 1 cũng không bắt được của Ngọc Sơn. Điểm cho Đạt Sơn 12-3. Đội hình quá non trẻ nên là rất ít kinh nghiệm, tâm lý đè nặng nữa là bước 1 không thể bắt được. Và đấy là Đức Thuần
và tấn công của Đức Thuận. Điểm cho Đà Sơn 13-3 rồi. Tiếp tục Ngọc Sơn đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Đà Sơn 14-3. Thì ở trận đấu thứ hai này thì đội tuyển Ngọc Sơn tâm lý không được ổn định, bắt bóng đi lung tung. Lần này thì thành công rồi. Đánh bóng tốt của Ngọc Sơn. Điểm cho Ngọc Sơn 4-14. Đánh bóng tốt của Đạt Sơn. Tiếp tục điểm nghiêng về Đạt Sơn 15-4. Đánh bóng tốt của Ngọc Sơn và điểm cho Ngọc Sơn 5-15. Một điểm số cách biệt quá xa. Đánh bóng tốt của Đà Sơn, điểm cho Đà Sơn 16-5. Và đấy là Đức Thuận. Một pha tấn công không có gì cản nổi. Điểm cho Đà Sơn 17-5. Tiếp tục lỗi bước 1 của Ngọc Sơn. Điểm cho Đà Sơn 18-5. Từ đầu xẻ gần giờ toàn điểm cho Đà Sơn không thôi. Con Ngọc Sơn thì không thấy. Vậy là Đà Sơn phát bóng chưa qua lưới. Bây giờ mới có điểm cho Ngọc Sơn 6-18. Và đấy là Đức Thuận 19-6 cho Đà Sơn. Tiếp tục là lỗi bước 1 của Ngọc Sơn. Điểm cho Đà Sơn 26. Điểm số cách biệt không còn gì để mắt của Ngọc Sơn. Đà Sơn đánh bóng chưa qua lưới. Điểm cho Ngọc Sơn 7-20. Vậy là pha tấn công của Xuân Đức, bóng đi ra ngoài. Điểm cho Ngọc Sơn 8-20. Đánh bóng tốt của Đà Sơn. Điểm cho Đà Sơn 21-8. Chắn bóng tốt của Đà Sơn. Điểm tiếp tục điểm nghiêng về Đà Sơn 22-8. Đà
Ngọc Sơn đánh bóng cho qua lưới. Điểm cho Đạt Sơn 23-8. Không được rồi. 24-8 cho Đạt Sơn. Hai đây là 3 sáng 5 phép chuẩn bị. Ba thêm hoạt động hạng điểm cho Ngọc Sơn, chiếm 24. Vậy là 9-24 cho Ngọc Sơn rồi. Và đấy là Xuân Đức. Và kết thúc set đấu thứ 2 thì chiến thắng trong cuộc thuộc về Đạt Sơn.